Thưa quý thầy cô, kính thưa toàn thể các đồng chí và các em. Sau đây tôi xin được báo cáo cái nghiên cứu đánh giá suy tác dụng của viên nén ketoacetamin 500 mg trên chó bằng phương pháp sắc cơ lỏng khối phổ LC-MS/MS. Kính thưa thầy, thì ketoacetamin là một cái thuốc chống ung thư và cái tỷ lệ ung thư của Việt Nam theo thống kê năm 2000 là khoảng 60.000, 2010 thì 126.000, ông đấy là năm 2000. Dự kiến năm nay khoảng 200.000 can. Và cái chế phẩm capecitabine 500 mg, đây là một cái chế phẩm có tác dụng rất là tốt đối với các ung thư dạ dày, ung thư vú và ung thư đại trực tràng, cả ung thư phổi nữa. Thế thì capecitabine là một cái dạng tiền thuốc gọi là product, và khi vào cơ thể thì nó sẽ chuyển hóa thành chế hình dạng hoạt tính là 5-FU. 5-FU có tác dụng rất là tốt đối với các tế bào ung thư. Và chúng ta đã thấy biết là có một vụ nổi tiếng là viên Pharma về đăng ký thuốc giả. Đây chính là cái chất hoạt chất của cái thuốc giả của viên Pharma đăng ký, và khởi tố khoảng các cái lãnh đạo công ty đều từ 10 đến 20 năm tù giam, chính là cái chế phẩm này đây. Và cái nguồn gốc xuất xứ không đúng. Thế thì ở Việt Nam bây giờ công ty dược phẩm Bình Định có một cái đề tài dự án của tỉnh Bình Định để sản xuất một cái chế phẩm capecitabine của Việt Nam sản xuất, và muốn cái chế phẩm này được lưu hành thì cần phải có so sánh với biệt dược gốc của Roche. Biệt dược gốc của Roche này hiện nay đang bán ở trên thị trường khoảng 800 nghìn đến 1 triệu đồng một viên, mà khi sản xuất tại Việt Nam thì chi phí khoảng 40 đến 60.000 đồng, và bán ra trên thị trường dự kiến là 80.000. Thì như thế thì giảm chi phí rất là lớn cho bệnh nhân của Việt Nam. Về cái phương pháp LC-MS/MS của chúng em thì hiện nay Học viện Quân y có trang bị một trung tâm thử nghiệm lâm sàng và đánh giá tương đương sinh học. Thì cái trung tâm này có các hệ thống máy phân tích rất là hiện đại, một cái bộ máy này có khoảng 15 tỷ, và phân tích được cái nồng độ thuốc rất là nhẹ trong máu và huyết tương. Thì mục tiêu đề tài của em là đánh giá cái sinh thể dụng của viên nén bao phim chứa capecitabine 500 mg và so sánh với biệt dược gốc CO3 của Roche. Chúng em xây dựng thẩm định được cái phương pháp và đánh giá được cái so sánh cái tương đương sinh học giữa cái chế phẩm của trong nước sản xuất với chế phẩm của Roche. Với nguyên vật liệu và phương pháp nghiên cứu thì chúng em sử dụng capecitabine chuẩn và các thiết bị phân tích cũng như các thiết bị xử lý mẫu, chiết xuất, tinh chế để đưa vào cái máy phân tích và đánh giá cái nồng độ thuốc trong máu. Chó thực nghiệm thì chúng tôi sử dụng loại có cân nặng từ 10 đến 12 kg, và chúng tôi thử thành hai giai đoạn. Cháu đi lấy máu, chúng tôi khảo sát các điều kiện sắc tí và khảo sát quy trình xử lý mẫu, thẩm định phương pháp theo hướng dẫn của FDA và ICS. Đây là những cái nhóm thử, chúng tôi thử trên 24 chó chéo đôi. Nhóm giai đoạn 1 thì 12 chó sẽ uống thuốc thử, tức là thuốc của Bình Định sản xuất, và 12 chó sẽ uống cái thuốc của Roche sản xuất. Và giai đoạn 2 thì cách khoảng 7 ngày là chúng tôi đảo lại để xác định cái nồng độ thuốc cho chính xác. Về kết quả thì đây là cái điều kiện sắc cơ lỏng khối phổ chúng tôi đã tối ưu cho phân tích capecitabine. Chúng tôi sử dụng chuẩn nội là paleolipin, và đây là cái quy trình xử lý mẫu. Thẩm định phương pháp theo hướng dẫn của FDA thì chúng tôi tiến hành thẩm định cho thấy là cái phương pháp có tính tương thích rất là cao và độ chọn lọc đặc hiệu cao. Giới hạn định lượng dưới, chúng em xác định được nồng độ là 20 nanogram trên ml, và đây là nồng độ phù hợp để đánh giá cái nồng độ thuốc trong huyết tương ở chó, cũng như là sau này nếu mà đánh giá trên người có thể là xác định được cái nồng độ thuốc trong máu. Về đường chuẩn thì chúng em xây dựng 5 cái đường chuẩn ở 5 ngày khác nhau và xác định tất cả các giá trị so với nồng độ lý thuyết là đều đạt. Về độ đúng và độ chính xác trong ngày thì đều đạt từ 91 đến 108,9%. Thì theo quy định của FDA ICS thì
quy định là từ 85 đến 115%, như vậy là cái phương pháp của chúng em đạt là trong giới hạn. Về độ nhân khéo cũng đảm bảo hầu hết là dưới 5%. Tỷ lệ thu hồi chúng em xác định được cái tỷ lệ thu hồi từ 90 đến 109% và đạt trong cái ngưỡng cho phép của FDA. Cái ảnh hưởng của mẫu nền, ảnh hưởng của nền mẫu thì hầu hết là các cái giá trị dưới 15% theo quy định của FDA cho phép 15-20%, tại giá trị F giới hạn lên dưới thì là 20%. Về độ ổn định thì chúng ta tiến hành đánh giá độ ổn định của chuẩn nội và chuẩn gốc trong cái thời gian ngắn và thời gian dài thì cho chế phẩm cho đấy chế phẩm có cây dung dịch có độ ổn định cao. Và chúng em đánh giá với phương pháp đã xây dựng được thì chúng em đánh giá cái nồng độ thuốc trong máu của cây nuôi chó thì sẽ thấy là cái nuôi trứng và thử là tương đương với nhau. Đây là các thông số dơ động học Cmax, AUC và Pmax của nhóm thử và nhóm trứng, cho thấy là các cái giá trị khá là tương đồng, chứng tỏ hai chế phẩm tương đương trên chó thương nhận. Đây là so sánh theo quy định của Dược điển Việt Nam, Dược điển Việt Nam năm và FDA thì quy định giới hạn từ 80 đến 125% và kết quả của chúng em đạt được là từ 94 đến 112%, như vậy hai chế phẩm là tương đương với nhau. Về kết luận, chúng em đã xây dựng được cái phương pháp định lượng các cây serotonin trong huyết tương xó bằng sắc tế lỏng khối phổ và xác định cái giá trị thông số dơ động học của thuốc thử với thuốc trứng, cho thấy là hai cái thuốc này là tương đương với nhau khi thử trên chó thực nghiệm. Và đề xuất là chúng em có thể là ứng dụng cái phương pháp này để xây dựng thẩm định cái phương pháp định lượng trên người và tiến hành đánh giá cho người để đưa cái chế phẩm lưu hành trên thị trường Việt Nam, giúp cho điều trị các bệnh nhân ung thư giảm cái giá thành điều trị. Chị ạ.